Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã đến kiểm tra khu vực cụm công nghiệp Cẩm Lệ, phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ. Những ngày qua, mưa lớn liên tục đã khiến nhiều hộ dân phường Hòa Thọ Tây chịu trận bùn lầy từ dự án trong cụm công nghiệp Cẩm Lệ tràn vào nhà. Theo ghi nhận, mặt bằng của cụm công nghiệp có độ cao hơn mái nhà rất nhiều. Bùn đất đá từ đồi cao theo mưa lớn tràn xuống khu dân cư, chảy thẳng vào nhà. Trước dự báo tình hình mưa lớn sắp tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu địa phương và nhanh chóng di dời tất cả các hộ dân trong khu vực đến nơi an toàn. Cái dự án này thì đang triển khai và thành phố cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện các cái hạng mục tiếp theo để mà chống cái việc sạt lở tại khu vực này. Tuy nhiên là trong quá trình chưa làm thì chúng trong cái đợt mưa lũ lần này thì chiều hôm nay chúng tôi đi kiểm tra và thấy là có nguy cơ sạt lở khu vực này rất là cao. Cho nên yêu cầu là chính quyền địa phương khẩn trương di dời dân 100% dân ra khỏi khu vực để đảm bảo an toàn. Và cái việc này và khẩn trương làm trước 18 giờ tối hôm nay. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh yêu cầu địa phương bố trí lực lượng hỗ trợ người dân, vận động tất cả người dân đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng con người, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất tại địa điểm di dân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công tích cực hỗ trợ địa phương, đồng thời có các giải pháp để hạn chế thiệt hại cho người dân trong mùa mưa lũ trước mắt.